Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha. Ở video này thì Khải sẽ sâu đồ tiếp tục cao thủ Tống Kim nha. Ở trong trận đấu này thì anh ta đánh cho mình 119 mạng và có cho mình 39k điểm và đang sở hữu cho mình top 9 Tống Kim ngày hôm nay. Và 88 NPC, tử vong 52 lần, liên trả 11. Và chúng ta cùng xem nhẹ sẽ đồ thử như thế nào nha. Một phái gì đây? Võ đan à? Có thì mình hỏi nè. Rồi chúng ta cùng xem thử nha, cấp bao nhiêu thì Khải chưa rõ anh em. Hiện tại đẳng cấp đang ẩn rồi, hạng cũng ẩn luôn, nên là Khải không thể biết được đẳng cấp phái ạch này. Đó, anh em cùng nhìn xem chưa. Hảo thiện ở trong lần này thì anh ta cũng có cho mình một phi phong, cái nên cũng có một cấp. Và kèm theo cái nhất cử nhân đầu nè, là được hai kỹ năng nha nè, được hai kỹ năng nha. Rồi ạch này là ạch gió đan nha nè, ạch này là ạch gió đan nha mọi người. Đây, tiếp tục cho anh em xem. Một gió đan cũng là gió đan phá hành, cũng là gió đan phá hành. Hello Dương Minh nha, cũng là gió đan phá hành, hiện tại đang có cho mình chóng 30, kháng hộ 19 và sinh lực 140 của nó là quá đẹp. Nó là quá tuyệt vời. Một cây vũ khí sinh lực cao luôn. Trời ơi đồ đẹp vậy. 15, 30, sinh lực 118. Gió đan như thế này đồ quá đẹp rồi nè. Coi áo như thế nào đây. Một cái áo phục hồi 40, sinh lực 131. Trời ơi gió đan đồ như thế này biết cách build đồ quá đẹp luôn nè ơi. Dây chuyền kháng cảm 10, sinh lực 10. Rồi, hiện tại chúng ta đang thấy trước mắt là có 60 chón. Ngọc bội là kháng hỏa 19, sinh lực cao. Bao tay làm chậm 40, dòng 1. Thì ngọc bội này thì cần một món kim, đó là có cái nhẫn sinh lực 131. Và đôi giày sẽ là mọc rồi. Đôi giày mọc 38, 17, 75. Sinh lực khá là cao ấy. Rồi, đai lưng 25, 73, 19. Rồi, ok, nói chung là tổng qua set đồ này thì cũng khá là ok nè. Gọi là cũng dạng là trên tầm trung một chút nè. Biết cách build đồ, có sinh lực khá là cao. Cho võ đan thì cứ ưu tiên sinh lực nè. Nội công quên cái nội lực thì không cần nè. Tại vì ở phiên bản này thì mang đồ nội lực như 39 này á, mang vô nó không được cộng nè. Anh em có chơi võ đan rồi anh em sẽ biết nha. Rồi nói chung là set đồ này sinh lực khá nhiều, 140 nè. Đó, quá đẹp luôn em ơi. 118, 131, 124, 73, kháng cao, áo 131, giày 175, chung là quá đẹp luôn. Rồi kháng hỏa được 19 nè. 15 là 34, 34 với lại 10 là 44. 44 cái này 19 nữa là 54, 63, được cho mình 63 kháng hỏa, kháng khá là ok. Coi từ lượng kháng lôi 19. 25 là 44, 44 với 17 là 47 là 61. Kháng lôi này khá đẹp luôn em ơi. Kháng lôi này được 71. 44 này. 44 và 44 54 61. 61 cái này kháng lôi được 71, kháng lôi được 71 nè. Khá đẹp ấy. Nói chung là set đồ này gọi là quá ok nè. Ở tầm này thì giờ đang cứ đồ tầm 60 chón và 45 chậm thì đánh Tống Kim ok rồi. Ok, nói chung thì không có gì hơn. Anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Ngạo Thiên một like, một chia sẻ cũng như ủng hộ video Duy Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Ok, cảm ơn em rất nhiều.